Chiến thần Thánh Y, Đường Tuấn chương 3241 anh đã cứu tôi, tôi rất biết ơn. Người khổng lồ hư lạnh một tiếng, nói anh nói cẩn thận một chút. Tư hỏa vừa nói, vừa dùng pháp lực biến ảo thành hình ảnh của tình cảnh lúc đó. Khi nghe được câu nói 100 người anh còn không bằng anh ta của Đường Tuấn, trong đại điện không ít người đều lộ ra vẻ tức giận. Tư hỏa làm đội hắc hổ, cho dù thật sự giết chết một phế vật không có tu vi, cũng không có ai đi trách cứ anh ta. Tên đáng chết. Không ít tướng lĩnh giận dữ mắng. Người khổng lồ bình tĩnh nhìn vào hình ảnh trong phép chiếu pháp thuật, nói các người có biết anh ta là ai không? Các tướng lĩnh nói, bất kể anh ta là ai, dám chọc đội hắc hổ chúng ta, nhất định phải trả giá đắt. Khốn nạn, anh ta chính là Đường Tuấn, bác sĩ được Cổ Linh Vương mời. Vừa dứt lời, trong đại điện trở nên yên lặng có người nuốt nước miếng, nói, không phải chứ. Cấp độ của tư hỏa quá thấp, đối với những chuyện này anh ta còn chưa hiểu rõ, nên giật mình tại chỗ. Nhưng anh ta nhìn các lãnh đạo cấp trên của mình lộ ra loại biểu cảm này, trong lòng lộc bộc một chút, đã biết xảy ra chuyện lớn rồi. Lúc này, Đường Tuấn đang ở trong một tử lâu trong thành cổ linh, ngồi đối diện anh chính là thanh niên trẻ tuổi kia. Anh nói tôi là thể chất đặc thù sao? audio điện tử võ tấn bền Sau khi nghe Đường Tuấn nói xong, vẻ mặt thanh niên trẻ tuổi không thể tin được. Đường Tuấn gật đầu thật mạnh, nói tôi còn không biết thể chất đặc thù này của anh có thiên phú gì, nếu anh đi theo tôi một thời gian, có lẽ tôi có thể giúp được anh. Nam thanh niên bật cười, nói thưa anh, anh đừng đùa nữa. Tôi chỉ là một phế vật không thể tu hành, làm sao có thể là thể chất đặc thù trong truyền thuyết? nếu như anh dựa vào năng lực khôi phục của tôi mà phán đoán như vậy vậy thật sự không đáng tin nếu anh không có chuyện gì nữa vậy tôi sẽ đi trước tuy đường tuấn đã cứu anh ta nhưng dường như anh ta không có cảm tình gì với đường tuấn ừ đường tuấn nhíu mày nhìn những người khác trong tử lâu nói là bởi vì bọn họ sao ở trong tử lâu ngoại trừ hai người bọn họ ra còn có không ít người cũng ngồi đó Ánh mắt Lặng Yên nhìn về phía bọn họ, mang theo một chút địch ý. Nam thanh niên cười khổ nói, anh đã cứu tôi, tôi rất biết ơn. Nhưng bây giờ tình cảnh của anh cũng không được tốt lắm, người đắc tội với đội Hắc Hổ, không ai có kết cục tốt. Tính mạng của tôi ti tiện, không dám mạo hiểm với anh. Anh ta lộ ra vẻ xin lỗi với Đường Tuấn, rồi chuẩn bị đứng dậy rời đi. Chương 3242 không đủ chút nào. Nhưng đúng lúc này một bàn tay đặt trên vai anh ta, một giọng nói chiêu thức vang lên, "Đắc tội với đại nhân của đội Hắc hổ, các người còn muốn rời khỏi thành cổ linh sao?" Nam thanh niên quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy một khuôn mặt trẻ tuổi gần với anh ta. Chỉ là khuôn mặt trưởng này có chút tái nhợt, làm cho người ta có một loại cảm giác âm u. Trên người mặc trang phục hoa quý, tản ra bảo quang nhàn nhạt, nhạt, nhưng lại làm cho người ta cảm giác càng thêm âm trầm. Nam thanh niên nhìn thấy người này thân thể run rẩy một chút, run rẩy nói: "Cậu Vương Húc." Vương Húc cười ha hả, trên tay anh ta dùng sức, đè nam thanh niên này trở lại vị trí, rồi nói: "Cần gì phải vội vã rời đi." Tính mạng của hai người các người chính là liên quan đến tiền đồ của cậu đây. Anh ta cũng ngồi xuống bên cạnh Đường Tuấn, không có chút ý khách khí nào, cười nói với Đường Tuấn: "Tôi ngồi ở vị trí này, anh hẳn là không có ý kiến gì cả." Cậu Vương Húc ra tay, vậy hai người này sẽ chạy không thoát ha ha cậu vương húc phỏng chừng là muốn mượn cơ hội này lập công lao tiến vào đội hắc hổ âm thanh xung quanh truyền vào tai đường tuấn đường tuấn khẽ lắc đầu nói với vương húc anh ngồi đi vương húc tươi cười sán lạn nói tâm tính của anh không tồi tu vi cũng có thể nhưng anh cũng không nên trêu chọc đội hắc hổ tôi có thể nói cho anh biết anh chỉ có hai lựa chọn hoặc là chết ở chỗ này, hoặc là xin lỗi Tư Hỏa đại nhân. Bên cạnh đó, anh không có lựa chọn nào khác. Đường Tuấn lạnh lùng nói, hai cái tôi đều không muốn lựa chọn. Vương Húc cười khẩy nói, cái này cũng không phụ thuộc vào anh. Bàn tay anh ta vỗ một cái, cả tòa tử lâu đã bị bao phủ bởi trận pháp. Vương Húc nói, rất ngại quá, tử lâu này chính là sản nghiệp của nhà tôi, trận pháp này một khi mở ra coi như là tu hành giả đỉnh phong của động hư cảnh nhất thời cũng không phá được. Đường Tuấn nhìn anh ta một cái, bình tĩnh nói, đây là chỗ dựa của anh sao? Anh nhìn về phía người đàn ông trẻ tuổi một lần nữa, đó là lý do anh từ chối tôi. Chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Vương Húc cười cợt. Đường Tuấn nói, không đủ. Không đủ chút nào. Anh đang chuẩn bị ra tay phá vỡ trận pháp, nhưng đúng lúc này, nguyên khí trên bầu trời chấn động kịch liệt. Trường 3243 tu sĩ động hư cảnh Thời điểm tâm tư mọi người khác nhau, pháp lực trên bầu trời chấn động càng thêm kịch liệt. Gần trăm thân ảnh từ xa phá không bay tới, chỉnh tề đứng trên không chung, nhìn xuống mọi người phía dưới. Những người này mặc khôi giáp màu đen, trên khôi giáp có một con mẽnh hổ màu đen, sát khí nồng đậm từ trên người những người này tản ra tư hỏa mà đường Tuấn gặp trước đó cũng ở trong đó. Vương Húc thấy thế, vội vàng giúp trận pháp tử lâu đi, vẻ mặt nịnh nọt bay lên. Những người khác trong tử lâu thở dài không thôi, bộ dáng rất đáng tiếc. Gần trăm tu giả mặc giáp đen này đều là đội hắc hổ ngang cấp với tư hỏa. Không thể tưởng được mặt mũi tư hỏa lớn như vậy, cư nhiên có thể gọi tới hơn trăm người đội hắc hổ, trong đó còn có người đội hắc hổ cảnh giới hợp thể cao hơn cả anh ta đội hắc hổ luôn đoàn kết hơn nữa rất hay bao che khuyết điểm đây là chuyện mọi người đều biết thằng nhóc kia sắp gặp nạn rồi tiếng nghị luận hỗn loạn xung quanh lục tục vang lên người đàn ông trẻ tuổi ngồi đối diện đường tuấn nghe được những lời này trong nhất thời ngồi cũng không phải đứng cũng không được mồ hôi lạnh từ trên trán rơi xuống khẩn trương đến cực điểm xong đời rồi sớm biết sẽ chọc ra đội hắc hổ còn không bằng việc mình chết dưới roi của tư hỏa trong lòng người đàn ông trẻ tuổi vô cùng chua xót cảm giác tiền đồ của mình là một mảnh u ám. Trên bầu trời, Vương Húc hành lễ với gần trăm người của đội Hắc Hổ, sau đó cao giọng nói với Tư Hỏa, Tư Hỏa Đại Nhân, tôi đã vây người nọ ở trong tử lâu nhà tôi, chờ ngài xử trí. Tư Hỏa liếc mắt nhìn đường Tuấn phía dưới một cái, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, không lộ ra một tia vui mừng nào. Vương Húc thấy thế, không khỏi cảm thấy khó hiểu vạn phần, vội vàng nhắc nhở tư hỏa đại nhân tôi hẳn cũng coi như là lập được công lao đi qua một thời gian tôi muốn khảo hạch vào đội hắc hổ không biết đại nhân anh ta còn chưa nói xong thì tư hỏa đã bất mãn vung tay lên một cỗ lực lớn đánh vào người vương húc đánh bay anh ta sang một bên vẻ mặt tư hỏa không tốt chút nào âm âm thanh trầm nói hiện tại không có chỗ cho anh nói chuyện đứng ở một bên chờ vương húc vốn có chút tức giận nhưng nghe nói như vậy không khỏi tâm thần run lên, thầm nghĩ có phải hay không. Ý niệm của anh ta vừa mới toát ra, nguyên khí rung động trên bầu trời lại xuất hiện, chỉ là lúc này đây càng thêm kịch liệt. Hơn 10 bóng dáng tựa như những bóng mà đột nhiên xuất hiện. Tu sĩ động hư cảnh. Tướng lĩnh trong đội hắc hổ. Phía dưới vang lên một trận kinh hô như sóng biển, khiếp sợ nhìn hơn 10 thân ảnh trên không trung chương 3244 ra mắt tùng tán thống lĩnh. Người đàn ông trẻ tuổi đối diện đường Tuấn rốt cuộc ngồi không yên, từ trên ghế ngã xuống đất, ngoài miệng không ngừng lẩm bẩm nói, xong rồi xong rồi. Chết chắc rồi. Những người khác trong tử lâu nhìn ánh mắt đường Tuấn đã giống như đang nhìn người chết, hơn 10 vị tướng lĩnh đội hắc hổ động hư cảnh đồng thời xuất hiện, cái này có chút đáng sợ, đủ để đánh chết cảnh giới thần quân bình thường rồi. Niềm vui trên mặt vương hút càng thêm nồng đậm, những tướng lĩnh đội hắc hổ này mỗi một người đều là nhân vật ngày thường anh ta cao không thể chạm tới hiện tại xuất hiện nhiều như vậy làm cho anh ta kích động đến nói không nên lời lần này thật sự là phát đạt rồi nếu tôi dựa vào công lao này tiến vào đội hắc hổ nói không chừng sẽ được một vị thống lĩnh nào đó đánh giá cao đến lúc đó bất luận tu hành hay là tiền đồ đều sẽ suôn sẻ vương húc lúc này hận không thể lớn tiếng hô to quả thực là ông trời đều giúp anh ta nhưng sau khi hơn 10 thống lĩnh đội Hắc hổ xuất hiện cũng không nói gì, chỉ nhìn thoáng qua Đường Tuấn phía dưới rồi khẽ gật đầu, đứng ở phía trước gần trăm người đội Hắc hổ. Bầu trời tối đen, trong thiên địa hầu như không có âm thanh nào khác, đây chính là uy thế do đội Hắc hổ tạo thành. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Vương Húc lộp bục một chút, môi không ngừng run rẩy. Ầm ầm. Một cỗ uy áp không cách nào hình dung xuất hiện ở giữa sân, một thân ảnh như người khổng lồ theo đó xuất hiện. Trong nháy mắt che đi ánh mặt trời. Trong phạm vi rộng lớn này đều tối tăm xuống, giống như ngày tận thế đang đến. Thống lĩnh Tùng Tán. Ra mắt Tùng Tán thống lĩnh. Sau một lúc im lặng, đám đông bên dưới đồng loạt hô lên, hướng về phía thân ảnh khổng lồ kia mà hành lễ. Vương Húc giờ phút này xem như là một kẻ ngoại đạo, đứng trong đám người của đội Hắc hổ nhưng không có hành lễ. Nhưng cả người anh ta run rẩy trong đầu hiện ra một ít tin tức về thống lĩnh tùng tán. Các tướng lĩnh của đội Hắc Hổ anh ta còn ít nhiều nghe nói qua, thậm chí có cơ hội gặp qua một hai lần. Nhưng thống lĩnh cảnh giới thần quân, đối với anh ta mà nói chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Đội Hắc Hổ tổng cộng có 10 vạn tu sĩ, 200 tướng lĩnh, 20 thống lĩnh. Mà Tùng Tán lại là cường giả trong thống lĩnh, nghe nói xuất thân từ cự nhân nhất tộc, chiến lực phi phàm, là vị tướng đáng tin cậy của cổ linh vương nghĩ tới đây, Vương Húc nhịn không được nhìn về phía Đường Tuấn trong từ lâu, trong lòng tràn đầy nghi ngờ, làm sao có thể? Anh ta chẳng qua là đắc tội một tư hỏa, làm sao có thể dẫn ra nhân vật lớn cấp thống lĩnh được? Tôi chưa từng nghe qua tư hỏa đại nhân có mối quan hệ nhân mạch này. Đứng dậy đi. Tùng Tán giơ tay lên. Mọi người phía dưới lục tục đứng dậy. Người đàn ông trẻ tuổi đối diện Đường Tuấn hoàn toàn sụi lơ trên mặt đất trên mặt đất ướt một mảng lớn, thế nhưng không tự chủ được. Đường Tuấn thấy thế thì không khỏi lắc đầu. Chương 3245 thực xin lỗi bác sĩ Đường. Thể chất đặc thù này thật đúng là nhát gan như chuột. Tiểu tử, còn không đi bái kiến thống lĩnh Tùng tán. Người trong tử lâu nhìn thấy Đường Tuấn còn ngồi yên uống rượu, không khỏi quát. Đường Tuấn lắc đầu, nói anh ta còn chưa đủ tư cách. Người trong tử lâu nghe xong thì hoảng sợ Nhao nhao cách đường tuấn xa một chút. Tên này đến bây giờ còn cản dỡ, thật sự là ông thọ sợ sống lâu mà ăn thạch tín, cho rằng tính tình thống lĩnh tùng tán tốt sao? Nhưng đường tuấn nói xong, tùng tán trên bầu trời cười nói, tôi quả thực không đủ tư cách. Không có sự tức giận, như thể bình tĩnh nói ra một số loại sự kiện. Thân hình tùng tán cấp tốc thu nhỏ lại, hóa thành người bình thường anh ta bay trên bầu trời cao rồi xuất hiện trong tử lâu, đứng trước cái bàn của đường Tuấn. Gặp qua bác sĩ đường, tùng tán phụng mệnh vua mời bác sĩ đường đến Hoàng Cung. Trong ánh mắt mọi người không thể tin được, tùng tán hơi khom lưng, hành lễ với đường Tuấn. Mời bác sĩ đường. Mời bác sĩ đường. Tùng tán nói xong, hơn 10 tướng lĩnh trên không chung cùng đội hắc hổ đồng thời hô. Sứt lời, toàn trường có thể nghe thấy tiếng kim rơi thế giới cổ linh chỉ có một vua, đó chính là cổ linh vương. Nói cách khác, cổ linh vương tự mình phái người đến mời đường tuấn. Âm. Uhm. vương húc cũng có tù vi trong người, nhưng lúc này cũng không cách nào duy trì thân hình, từ trên cao rơi xuống, hung hăng ngã trên mặt đất. Ánh mắt anh ta hoảng sợ đến cực điểm, gian nan ngẩng đầu nhìn đường tuấn trong tủ lâu, người này đến tột cùng là ai. Tùng tán nhướng mày, nói tư hỏa, xuống đây. Tư Hỏa lập tức đi vào tử lâu. Xin lỗi bác sĩ Đường. Trường 3246 xét đánh giữa trời quang. Nhìn thấy một màn này, Vương Húc đã không có bất kỳ ý niệm may mắn nào trong đầu. Anh ta rất muốn nói cho bản thân biết chuyện trước mắt xảy ra là ảo giác, nhưng sự thật lại tàn khốc như vậy. Anh ta biết mình xong rồi, vừa rồi anh ta còn muốn bắt đối phương làm công lao tiến vào đội hắc hổ, thật sự là ý nghĩ buồn cười cho dù anh ta không biết bác sĩ Đường là ai, nhưng có thể làm cho Cổ Linh Vương mời đến, Tùng Tán thống lĩnh đến dẫn đường. Loại người này cũng không phải tồn tại anh ta có thể chọc được. Cổ Linh Vương mời tôi. Đường Tuấn không nhìn Tư Hỏa và Vương Húc, mà nhìn về phía Tùng Tán, vẻ mặt mang theo một chút nghi hoặc. Anh cũng không có giao tiếp với Cổ Linh Vương, đối phương vì sao mời anh? Tùng Tán cười giải thích, nói kỹ thuật của bác sĩ Đường truyền tinh hải, Chuyện xảy ra ở Định Long giới trước càng làm cho người ta kính sợ. Ngô Vương cũng không có địch ý đối với bác sĩ Đường, xin anh yên tâm. Đường Tuấn hỏi, vậy mời tôi là chuyện gì? Tùng Tán lắc đầu, nói, không biết, chờ ngày đi hoàng cung là có thể biết được hết thảy. Đường Tuấn trầm ngâm một lát, mới gật đầu đồng ý. Cổ Linh Vương thống trị thế giới cổ linh, anh làm khách thì quả thực cũng cần đi bái phỏng một chút anh nhìn về phía người đàn ông trẻ tuổi sớm đã như một bãi bùn lầy ngã trên mặt đất, thì không khỏi nhíu mày. Nguyên bản người này vốn là tiện tay cứu được, tuy rằng thể chất đặc thù, nhưng thật sự quá tệ. Bác sĩ đường tha mạng Người đàn ông trẻ tuổi nhìn thấy đường Tuấn nhìn qua, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Đường Tuấn thở dài, người này thật sự là lãng phí thể chất đặc thù. Mang theo anh ta, anh ta có ích cho tôi, đưa anh ta cho tôi, anh có vấn đề gì không? Đường Tuấn nói với Tư Hỏa. Tư Hỏa vội vàng lắc đầu, Đường Tuấn không giết anh ta đã vạn hạnh, nào dám có vấn đề gì? Vậy đi thôi. Tùng Tán mang theo Đường Tuấn cùng người đàn ông trẻ tuổi, với mấy vị tướng lĩnh lập tức rời khỏi từ lâu này. Đang lúc Phương Húc cho rằng tránh được một kiếp, một tướng lĩnh của đội Hắc Hổ đi tới gần anh ta, nói, Vương Húc, anh vốn đã có tư cách tiến vào đội Hắc Hổ, nhưng lần này anh đã phạm phải sai lầm lớn. Bác sĩ Đường tuy rằng không truy cứu, nhưng vẫn phải có hình phạt, hủy bỏ tư cách tiến vào đội hắc hổ của anh, hơn nữa vĩnh viễn không được tuyển dụng. Xét đánh giữa trời quang. Trong lòng Vương Húc vô cùng hối hận, hận mình quá nhiều chuyện. Vị tướng lĩnh kia lại nói, tư hỏa, thống lĩnh đại nhân phạt anh đi quảng khoáng cổ giám công 10 năm, có dị nghị không? Sắc mặt tư hỏa trắng bệch, Quảng khoáng cổ là một trong những địa điểm nguy hiểm của thế giới cổ linh. 10 người bị phạt đến đó, cuối cùng chỉ có một hai người sống sót. Chương 3247 đôi mắt quyến rũ lấp lánh đầy ánh sao. Đối mặt với trọng phạt, Tư Hỏa không có bất kỳ dị nghị nào, ít nhất anh ta còn sống. Anh ta rõ ràng về sức mạnh của Đường Tuấn hơn Vương Húc. Tùng Tán mang theo đám người Đường Tuấn đi tới hoàng cung, anh ta có chút khinh bỉ nhìn người đàn ông trẻ tuổi vẫn run rẩy nói, bác sĩ Đường, người này rốt cuộc là. Đường Tuấn nói, anh ấy là một người có thể chất đặc thù. Tùng tán cả kinh, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thể chất đặc thù đại biểu cho chiến lực cường đại, cổ linh vương hiện giờ chính là một vị có thể chất đặc thù. Nhưng tiếp theo, Tùng tán nhướng mày, người đàn ông trẻ tuổi này hèn mọn nhát gan này nào có một chút cái gọi là thể chất đặc thù. Người đàn ông trẻ tuổi cũng kinh hỉ không hiểu, trong đầu đã hiện ra cảnh mình bị nhân vật lớn nào đó thu làm truyền nhân. Đường Tuấn thấy thế, nhịn không được lắc đầu, loại tâm tính này, cho dù thật sự là thể chất đặc thù, tương lai cũng sẽ không có bao nhiêu thành tựu. Hoàng Cung là nơi ở của cổ linh vương, cư nhiên nằm ở trên cửu trọng thiên. Trên không trung, một tòa thành nhỏ trôi nổi, trên đất liền có núi cao nước chảy, rừng rậm hồ nước, trùng thú điều cầm, tựa như tiên cảnh phúc địa một thành trì nằm ngay đây. Tung Tán chỉ vào thành trì, nói, nơi này chính là Hoàng Cung, Ngô Vương sống ở đây, tỏa trấn thế giới cổ linh. Đường Tuấn dừng trên không trung, kinh nghi đánh giá mảnh đất nhỏ này. Mảnh đất nhỏ này chừng mấy ngàn cây em hai, khắp nơi tràn đầy sức sống. Tung Tán ở một bên cười mà không nói, lẳng lặng chờ. Một lúc lâu sau, Đường Tuấn mới chậm rãi nói, không hổ là thần quân xếp hạng top 10, Tiểu thế giới thế nhưng lại diễn hóa đến trình độ này. Tùng tán ngạo nghễ nói, nhãn lực của bác sĩ Đường quả nhiên lợi hại, nhanh như vậy đã nhìn ra sự chân thật của thế giới này. Nơi phúc địa này đích thật là lấy tiểu thế giới của Cổ Linh Vương làm căn cơ mà mở ra, xem như là một bộ phận tiểu thế giới của Cổ Linh Vương. Chỉ cần ở chỗ này, Cổ Linh Vương chính là vô địch. Trong lòng Đường Tuấn âm thầm gật đầu, không hổ là tu sĩ đứng trong top 10 thần quân bảng, bối cảnh thật phi thường toàn lục địa nhỏ này, chỉ nói về sinh cơ và diện tích đều vượt xa anh. Sau khi tiến vào cảnh giới thần quân, tiểu thế giới cường đại cũng từ một mức độ nào đó đại biểu cho thực lực cùng tu vi. Nói cách khác, thực lực của Cổ Linh Vương rất có thể gấp mấy chục lần Đường Tuấn, thậm chí còn nhiều hơn. Tung tán hỏi, bác sĩ Đường có dám theo tôi vào tiểu thế giới này không? Có gì không dám, Cổ Linh Vương tuy rằng cường đại, nhưng tôi cũng không phải có thể bị người khác tùy ý chém giết. Đường Tuấn đi theo phía sau Tùng Tán, bước lên lục địa này. Trường 3248 Cổ Linh Vương đang chờ chúng ta. Đường Tuấn lộ vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh lấy lại tỉnh táo. Anh từ trong bài bố của tinh thần nhìn ra một ít môn đạo. Lấy tinh thần làm khiếu huyệt, lấy tinh không làm cơ thể con người. Bày ra trận pháp này, tuyệt đối là một vị thần y. Vẻ mặt đường Tuấn khẽ biến. Anh hiện giờ cũng coi như là một vị thần y. Mỗi một vị thần y đều nắm giữ ít nhất một loại y thuật cấp nghịch thiên, ở một phương diện nào đó của y đạo đạt tới cực hạn. Thần y bày ra trận pháp này nắm giữ y thuật cấp nghịch thiên chỉ sợ có liên quan đến tinh thần. Đường Tuấn cũng không sốt ruột, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao. Không biết qua bao lâu, anh mới chậm rãi nói, "Dẫn tinh quang nhập thể, dùng nguyên khí tinh khiết nhất tẩy tủy phạt cốt, hiểu thiên địa, cầu thu được thuật trường sinh, đích xác không hổ là y thuật cấp nghịch thiên." bác sĩ đường nếu đã nhìn ra cửa pháp trận này của tôi, không biết có thể đi ra hay không. Một âm thanh ở trong tinh không vang lên, không biết đến từ đâu. Đường Tuấn cười nói, chuyện này có gì khó khăn. Anh có thể cảm giác được đối phương không có định ý, hẳn là chỉ muốn kiểm tra trình độ y thuật của anh một chút. Ngón tay anh hướng tinh không điểm đi, nói tuy rằng ông ẩn đi bát mạch, nhưng vẫn không thể gạt được tôi. Chắc chắn. Theo một tiếng hét nhẹ, một ánh sáng rõ ràng từ trong tay đường tuấn bắn ra. Tinh không trước mắt nhất thời tiêu tán không thấy đâu, tái hiện cảnh sắc trên đất liền nhỏ lúc trước. Đám người tùng tán đứng cách đường tuấn không xa, lúc này ở bên cạnh bọn họ còn có một người đàn ông trung niên quần áo đeo băng, trên áo choàng màu đen được vẽ ra với những ngôi sao đầy trời. Những ngôi sao kia giống như là thật, làm cho người ta có một loại cảm giác tinh quang tùy thời có thể truyền ra nhìn thấy người này đường tuấn liền nhận ra thân phận của ông ta tề tinh một trong ngũ đại thần y của trung ương ngân hà mọi người đều biết ngũ đại thần y trung ương ngân hà tề tinh tuyệt đối xem như là một ngoại lệ nghe nói ông ta có thể lấy tinh quang làm thuốc có thể cứu người cũng có thể giết người loại y thuật này khi người thường nghe đến thật sự có chút không thể tưởng tượng nổi tề tinh đi về phía đường tuấn những ngôi sao vẽ trên y bảo theo hắn đi lại tản mát ra ánh sáng thoạt nhìn càng thêm chân thực ông ta dùng một ánh mắt bình đẳng nhìn đường tuấn nói bác sĩ đường quả nhiên là tuổi trẻ tài năng cư nhiên nhanh như vậy đã phá vỡ thuật tinh thần của tôi đường tuấn không có đáp lại tinh thần thuật vừa rồi vây khốn anh tuy rằng lợi hại nhưng tuyệt đối không phải thần thông lợi hại nhất của tề tinh mặc dù anh tự tin anh cũng sẽ không đánh giá thấp bất kỳ thần y đi thôi cổ linh vương đang chờ chúng ta. Tề tinh cũng không ngại dẫn đường Tuấn đi về phía trung tâm của mảnh đất nhỏ này. Dọc đường không ít người chào hỏi tề tinh, nhưng đa số tề tinh đều không có đáp lại, nhiều nhất cũng chỉ là khẽ gật đầu chào hỏi. chương 3249 ông nên chết sớm hơn. Ông ta là thần y kiêu ngạo, chỉ khi đối mặt với sự tồn tại của một thần y như đường Tuấn mới có thể đối đãi với tư thế bình đẳng. Trên đường đi, Tề Tinh Lơ đã nhìn về phía người đàn ông trẻ tuổi, trong hai mắt bắn ra tia sáng bạc rực rỡ, tiến vào trong cơ thể đối phương. Một lát sau, ánh sáng bạc tiêu tán, Tề Tinh nhíu mày, nói, đích xác có chút giống thể chất đặc thù. Chẳng qua bất luận cái gì lực lượng tiến vào trong cơ thể hắn tựa hồ đều sẽ bị quấy nhiễu, đây mới là nguyên nhân chủ yếu để cho hắn không cách nào tu hành. Tôi chưa bao giờ nghe nói về thể chất đặc biệt này. Dọc theo đường đi, Đường Tuấn cũng biết người đàn ông trẻ tuổi này tên là Hận Thiên. Một cái tên rất khí phách, nhưng tâm tính của nam thanh niên lại hoàn toàn không khớp. Hận Thiên nghe được những lời này, tâm tư vốn còn muốn bị một vị đại nhân vật nào đó thu làm truyền nhân nhất thời tan biến, vẻ mặt suy sụp. Tề Tinh nói chuyện, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Đường Tuấn, nói: "Bác sĩ Đường cũng là thể hỗn độn, đây là một trong những thể chất cường đại nhất trong thiên địa. Nếu có cơ hội, tôi không biết bác sĩ đường có thể cung cấp một ít máu cho tôi để nghiên cứu hay không đường tuấn nhíu mày anh có thể cảm nhận được tề tinh cũng không có địch ý đơn giản là cuồng nhiệt nghiên cứu y thuật chỉ là lần đầu tiên gặp mặt đã đòi máu điều này vẫn làm cho người ta cảm thấy có chút không thể tiếp nhận được tề tinh cười ha ha một tiếng nói bác sĩ đường suy nghĩ một chút hoàng cung nằm ở trung tâm của tòa lục địa nhỏ này đám người hận thiên tung tán đều rời đi, Tề Tinh dẫn đường tuấn đi vào. Bên trong cung điện vô cùng rộng rãi sáng sủa, nhưng ánh sáng kia cũng không phải ánh mặt trời bình thường, mà là tinh huy ngưng tụ thành. Ở trên đỉnh cung điện, một tòa tinh hải nhỏ lơ lửng, tinh huy chính là đến từ nơi đó. Ngoài ra, trong cung điện còn có mùi hương nhàn nhạt, nhạt làm cho tâm thần người ta yên tĩnh. Loại hương thơm này không phải hương thơm bình thường, nếu như là tu sĩ động hư cảnh ở đây tu hành, hiệu suất có thể cao hơn rất nhiều. Bác sĩ đường ngồi đi. Một âm thanh đột ngột vang lên, đồng thời một thân ảnh xuất hiện ở sâu trong cung điện. Màn che trùng trùng điệp điệp hạ xuống, tựa hồ ngay cả thần niệm cũng có thể ngăn cản. Nhưng có thể nhìn thấy sau màn là một thân ảnh sừng sững cao ngất. Nói vậy người này chính là Cổ Linh Vương. Một chiếc ghế được làm toàn bộ từ nguyên thạch cực phẩm. Chương 3250 Cổ Linh Vương. Người bình thường nghe được những lời này, chỉ sợ sẽ cho rằng là mắng người, sẽ không chút khách khí mắng ngược lại, thậm chí trực tiếp đánh nhau. Nhưng sau khi Đường Tuấn nói xong câu đó, tiếng cười cuồng bá của cổ linh vương đột nhiên dừng lại. Trong cung điện trống trải vốn chỉ có ba người bọn họ, lúc này càng yên tĩnh đến quỷ dị. Cổ linh vương tỏa chấn một giới, nằm trong top 10 của thần quân bảng, ai dám nói với ông ta loại lời đại nghịch bất đạo này. Điều kỳ lạ là cổ oanh vương và tề tinh đều không tức giận vì chuyện này. Đường Tuấn nói tiếp, bố trí trong cung điện có lẽ có thể gạt được người khác, nhưng không thể gạt được tôi. Những tinh huy này là vì che đi dấu vết tuổi già trên người ông, mùi hương là vì che đi tử khí mà ông tản ra. Nếu tiếp tục như vậy, cổ linh vương, ông tuyệt đối sống không quá 10 năm. Giọng nói của đường Tuấn quanh quẩn trong cung điện. Màn che nặng nề bỗng nhiên bị cuồng phong cuốn lên, tiếp theo bị xé rách, lộ ra thân ảnh trong đó. Vốn dĩ bóng dáng sau màn lụa thật sự chỉ là một cái bóng, thẳng đến giờ phút này mới rõ ràng xuất hiện trước mắt đường Tuấn. Bóng dáng nguy nga cao ngất chỉ là biểu hiện. Một ông lão vô cùng già nua, gầy gò mặc một cái ghế rộng rãi, trên người ông ta mặc một bộ khải giáp cực kỳ không phù hợp với thân hình của mình. Thân ảnh sừng sững cao ngất thật ra là cái bóng áo giáp chiếu lên màn tre. Ông ta rất gầy, Trông giống như chỉ có da bọc xương, làm cho người ta có loại cảm giác có thể tắt thở bất cứ lúc nào. Đây chính là cổ linh vương uy chấn thế giới cổ linh. Cổ linh vương Tề tinh vội vàng đi qua, cẩn thận đỡ ông lão dậy. Ông lão sắp chết này thật sự là cổ linh vương. Trong lòng đường tuấn chấn động, tuy rằng anh đã đoán ra tình trạng thân thể của cổ linh vương. Nhưng khi anh nhìn thấy ông lão già nua không thành người trước mắt này, vẫn không khỏi khiếp sợ. Bên ngoài nghe đồn mặc dù Cổ Linh Vương đã già đi, nhưng còn có mấy ngàn năm để sống. Nhưng xem ra, có thể có 10 năm thọ mệnh hay không đều là chuyện hai lời. Bác sĩ Đường không hổ là thần y, cư nhiên có thể liếc mắt một cái là nhìn thấu tình huống thân thể của tôi. Cổ Linh Vương nhìn về phía Đường Tuấn, thở dài nói, cậu hẳn là cũng không thể tưởng tượng được Cổ Linh Vương uy chấn thế giới cổ linh lại là một ông lão nửa chân bước vào mộ như vậy đi. Đường Tuấn khẽ gật đầu, không có một tia bất kính. Cổ Linh Vương tuy rằng già rồi, nhưng một thân thực lực cũng không có giảm bớt, tuyệt đối là chiến lược top 10 thần quân bảng. Nếu sắp chết đánh một trận, chỉ sợ ngay cả Chu tước thần quân cũng sẽ đau đầu không thôi. Anh từ trên người cổ Linh Vương cảm giác được khí tức nguy hiểm lớn lao. Chỉ là cho dù như thế nào Đường Tuấn cũng không rõ, vì sao thân thể cổ Linh Vương lại già đi đến trình độ như vậy. Cổ Linh Vương cười khổ một tiếng, nói, đều là do tôi quá kiêu ngạo, cư nhiên muốn nhìn trộm căn nguyên thời gian, sau đó bị một tia lực lượng của căn nguyên thời gian đả thương. Trong lòng đường Tuấn lại chấn động. Thời gian và không gian, có thể nói là một trong những bản nguyên thần bí và cường đại nhất. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 172